Để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, hôm nay 1 tháng 9, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh thành trực thuộc Trung ương, Cục Y tế, Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 và việc tiêm vaccine mũi 2. Theo báo cáo của các đơn vị địa phương, tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2021, Việt Nam đã tiêm hơn 19,7 triệu liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 14,7 triệu người đã được tiêm một liều vaccine và hơn 2,5 triệu người tiêm đủ hai liều vaccine. Để đảm bảo tiêm đủ mũi, đủ liều cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trên chỉ đạo khẩn trương rà soát các đối tượng đã tiêm mũi 1 và lập kế hoạch tiêm mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho những người đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian tại đơn vị mình để chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận từng đợt vaccine. Cơ sở tiêm chủng sử dụng loại vaccine để tiêm mũi 2 theo hướng dẫn tại công văn số 6030 ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về tiêm hai liều vaccine phòng COVID-19.